Wembley huyền thoại và cuộc chiến giữa Man Xanh với Quỷ Đỏ. Với mỗi cầu thủ hành nghề ở Anh dù khoác áo những đội thứ hạng dưới, nhưng một lần đá chung kết cúp FA trên sân Wembley là đã mãn nguyện. Gắn với những câu chuyện về Wembley huyền thoại, đây là lần đầu tiên trong lịch sử chung kết cúp FA là trận đi thành Manchester giữa Man City, Man U diễn ra lúc 21 giờ ngày 3 tháng 6. Về cầm quân Man City, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng từng có ngôi vô địch cúp FA năm 2019. Nhưng với giải năm nay thì ông thầy người Tây Ban Nha này ao ước hơn hẳn bởi đối thủ là một Man. Ở đồng thời, ông cũng muốn có chức vô địch này để làm bước đệm cho mục tiêu vô địch Champions League mà đúng một tuần sau. Thầy trò ông sẽ đá trận chung kết với Inter Milan cùng giấc mơ ăn ba. Đã có ngôi vô địch ngoại hạng, Man City muốn có thêm chức vô địch thứ hai là cúp FA trên sân Wembley, rồi tiếp theo là trận chung kết Champions League trên sân Atatürk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với Inter Milan. Mới hoàn thành chức vô địch Premier League và còn hai danh hiệu nữa, nhưng thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã tạo nên kỷ lục bóng đá Anh, khi trong 6 năm đã vô địch ngoại hạng Anh 5 lần, trong đó có 3 mùa liên tiếp. Tất cả đều nghiêng về kèo Man City, nhưng bóng đá không đơn giản là mạnh được yếu thua. Nếu lần này Man Xanh để Quỷ Đỏ cản bước trong cú ăn ba như chính Quỷ Đỏ từng làm được năm 1999, thì dù có những kỷ lục hay có thêm chiếc cúp Champions League, Man City cũng dễ mắc nghẹn. Nhìn vào cục diện Man City năm nay đang trong thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Các ông lớn Anh thì đang lao đao, tuột dốc, Arsenal thì hụt hơi phút cuối, Man ở từng bị Man City hủy diệt cách đây không lâu tại Etihad, nhưng đêm nay tại Wembley thì mọi thứ sẽ không thuận chiều như Etihad. Khi mất rất nhiều danh hiệu và khi chẳng còn gì để mất thì Man ở cần sự tự tôn và sẽ gồng mình thể hiện danh dự và tính truyền thống của Quỷ Đỏ với đội bóng cùng thành Manchester. Đó chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà Man City đang hưng phấn với các danh hiệu rất dễ phải trả giá. Có chi tiết là 6 lần chạm trán ở cúp FA thì 5 lần MU đã thắng Man City. Nhưng cũng cần nhớ là lần gần nhất đã là năm 2012, thời đó Man City đâu có huấn luyện viên Pep Guardiola và cũng chẳng có sát thủ Haaland. Theo nhìn nhận của chúng tôi, Man ở sẽ gồng mình chơi với phần kèo dưới và với sự tổn thương của một đội bóng giàu truyền thống như bị đối thủ cùng thành phố muốn thể hiện tất cả. Kể cả hạ nhục mình, nên họ sẽ chơi với tất cả sức mạnh và tinh thần cao nhằm đánh vào sự kiêu hãnh lẫn tự cao của Man City. Man City đang rất tự tin với việc phải lấy cúp FA và sau đó lấy luôn chiếc cúp Champions League vì sức mạnh hiện tại và vì thời đang đến. Dự đoán, Man City thắng Man U 3-1.